Mình là bác sĩ Đỗ Hồng Hạnh, thì hôm nay mình rất là vinh dự được chia sẻ với mọi người về xu hướng thẩm mỹ trong những năm sắp tới. Các bạn ở đây đều là đã kinh doanh trong lĩnh vực về sắc đẹp rồi, thì rất nhiều người sử dụng mỹ phẩm tại spa của mình, nhưng mà đôi khi các bạn có khi là không hiểu mỹ phẩm là gì. Các bạn đây có nắm chắc định nghĩa mỹ phẩm là gì không ạ? Mỹ phẩm nhiều người nghĩ là nó chỉ là đồ make up, đồ làm đẹp. Nhưng mà mỹ phẩm nó có cái định nghĩa chính xác và được các công ty, những cái chứng chỉ của quốc tế họ ghi nhận. Kem đánh răng hay là nước súc miệng có phải mỹ phẩm không ạ? Các bạn rất là thắc mắc đúng không ạ? Và đây là mỹ phẩm được FDA định nghĩa là chất dùng để bôi hoặc thoa vào cơ thể người nhằm tẩy sạch, tô điểm, tăng cường độ thu hút hoặc thay đổi diện mạo mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc chức năng của cơ thể. Như vậy là FDA đã đưa ra một cái khái niệm và loại trừ xà phòng trong khỏi danh mục này. Lý do vì sao mình muốn đưa ra một cái khái niệm về mỹ phẩm ở đây là vì mình muốn để cho mọi người biết mỹ phẩm ở Việt Nam, Bộ Y tế thông qua những cái gì được gọi là mỹ phẩm. Đây là định nghĩa về mỹ phẩm của Ủy ban châu Âu. Định nghĩa này thì chi tiết hơn được nói về sản phẩm được sử dụng trên cơ quan nào và có chức năng như thế nào. Sản phẩm sẽ được sử dụng ở trên biểu bì, hệ thống tóc, móng tay, móng chân, môi, cơ quan sinh dục ngoài, ở răng và niêm mạc của khoang miệng. Như vậy kem đánh răng có phải mỹ phẩm không ạ? Kem đánh răng cũng là mỹ phẩm. Và đây là định nghĩa của Bộ Y tế được ban hành năm 2011. Các bạn có thể thấy định nghĩa này là tương đương với định nghĩa của Liên minh châu Âu khi mà họ nói về mỹ phẩm. Vậy dược mỹ phẩm là gì? Xu thế hiện nay thì rất nhiều người hay nói với mình về mỹ phẩm tự nhiên, mỹ phẩm sinh học hay là mỹ phẩm hữu cơ. Và một cái định nghĩa mà mọi người hay là đến đó là dược mỹ phẩm. Dược mỹ phẩm được biết ra sẽ là từ dược phẩm và mỹ phẩm. Nó có khác gì so với mỹ phẩm thông thường? Dược mỹ phẩm là một thuật ngữ kết hợp giữa mỹ phẩm và dược phẩm. Khái niệm mới này có nghĩa là các loại mỹ phẩm có chứa thành phần hoạt tính, dược tính, có lợi cho sức khỏe. Như vậy, dược mỹ phẩm là một thành phần có hoạt tính, có khả năng điều trị bệnh, nhưng ở hàm lượng thấp. Như vậy là nó vẫn có khả năng hướng đến một cái mô nhất định để điều trị cho cái mô đấy, nhưng ở hàm lượng thấp. Và nó vẫn có khả năng làm đẹp cho cơ thể, người ta gọi nó là dược mỹ phẩm. So sánh giữa mỹ phẩm và dược mỹ phẩm, về mỹ phẩm thì là chăm sóc bề mặt da, còn dược mỹ phẩm là chăm sóc trên bề mặt da và điều trị phục hồi làn da. Nó kích thích làn da và phục hồi chứ không chỉ là phủ lên trên bề mặt da một cái lớp giống như mỹ phẩm bình thường. Về thành phần của mỹ phẩm là một thành phần khá là phổ biến, không mang tính chất riêng biệt. Mình có thể lấy ví dụ như là đối với một số mỹ phẩm để dưỡng ẩm chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy bây giờ đang rất là nổi cái thành phần hyaluronic acid đúng không ạ? HA đấy ạ. Nhưng mà đối với những cái mỹ phẩm bình thường thì cái thành phần này hàm lượng nó rất là thấp. Giả dụ như bạn cầm một cái chai mỹ phẩm, bạn đọc một thành phần chẳng hạn, cái thành phần đầu tiên trên chai mỹ phẩm chính là cái thành phần nhiều nhất chứa trong mỹ phẩm đấy, và có đến 90% chắc chắn là nó sẽ là nước. Sau đó sẽ là cái thành phần chứa thành phần tiếp theo. Thì nếu bạn cầm một chai mỹ phẩm, thành phần đầu tiên là nước, thành phần tiếp theo là chất A, chất B, chất C, sau đó là thành phần thứ N, thành phần thứ 9, thứ 10 mới là HA, thì có nghĩa là HA chứa trong chai đấy nó chỉ tương đương 0,1 hoặc là 0,2%. Có nghĩa là đúng, nó có chức năng dưỡng ẩm nhưng nó rất là ít, và nó không có tác dụng dược lý thì ở cái nồng độ đấy nó không có tác dụng nhiều. Vậy dược mỹ phẩm là gì ạ? Dược mỹ phẩm thì gồm những chất mang tính chất dược lý, có nghĩa là muốn chất đấy mang tính chất dược lý thì chất đấy phải có mặt và nồng độ của chất đấy phải đủ thì nó mới mang tính chất dược lý được, đúng không ạ? Thứ hai là hiệu quả. Mỹ phẩm chỉ giải quyết vấn đề trên bề mặt da, thời gian sử dụng thì phải kéo dài, mà hiệu quả khi ngừng lại thì các bạn sẽ không thấy hiệu quả nữa. Đối với dược mỹ phẩm thì giải quyết vấn đề bằng giải quyết nguyên nhân, hiệu quả thì lâu dài, có thể ngừng hoặc giãn thời gian sử dụng sau khi đạt hiệu quả như mong muốn. Về tính đa dạng, mỹ phẩm thì thường thích hợp với nhiều loại da. Mình thấy các mỹ phẩm bây giờ họ chỉ dừng lại ví dụ như đối với da dầu hay là da khô. Còn đối với một số cái loại dược mỹ phẩm thì nó có thể mở rộng da, da nhạy cảm có, da trong thời kỳ bị viêm có, da đối với da mụn có. Ngoài ra còn thêm một số loại da nữa như là da mệt mỏi, nó dành riêng cho những cái làn da bị người mà mới ốm dậy hoặc là cần bổ sung cái năng lượng. Như vậy dù mỹ phẩm các bạn có thể nghe dưới rất nhiều loại mỹ phẩm thiên nhiên, mỹ phẩm tổng hợp, mỹ phẩm hữu cơ hay mỹ phẩm sinh học, thì điều quan trọng đương nhiên là nguồn gốc rồi đúng không ạ? Nhưng quan trọng là chất mỹ phẩm đấy nó chứa chất gì, cái chất đấy nó có tính chất dược lý của nó như thế nào.
Đó mới là điều quan trọng để được đưa đến hiệu quả khi mà mình sử dụng. Khi mà các bạn dùng một sản phẩm, ok, từ tự nhiên chẳng hạn, thế thì các bạn lấy lá rau hoặc lấy khoai lang, các bạn nhìn ra các bạn đang lên mặt nó hay từ tự nhiên không ạ? Nó cũng là từ tự nhiên, nhưng nó có hiệu quả không ạ? Nó chỉ có hiệu quả lúc các bạn dùng trong thời điểm đấy. Còn các bạn muốn nó có hiệu quả lâu dài thì quá trình các bạn sử dụng phải đến hàng tháng, hàng năm, các bạn mới nhận thấy sự khác biệt một chút trên da mặt của mình. Mà trong khi nếu như các bạn dùng những cái sản phẩm khác, nó cô đặc hơn cái thành phần trong những cái chất tự nhiên đấy, thì hiệu quả của các bạn có khi chỉ là một tháng các bạn đã thấy rồi. Vậy quan trọng vẫn là thành phần dược lý mà các bạn đang muốn tìm kiếm để sử dụng trên cái loại da của mình là thành phần gì để đạt được hiệu quả như mong muốn. Đây là những tiêu chí mà mình đưa ra mà khi mà lựa chọn mỹ phẩm. Đầu tiên là nguồn gốc rõ ràng, đúng không ạ? Sau đó tính an toàn. Nhiều người bây giờ hay sử dụng cái kem trộn ấy, có nghĩa là kem trộn nó sử dụng dưới rất nhiều hình thức. Nó có nhãn mác, nó có tem hẳn hoi, các bạn nhìn trong hộp rất là đẹp. Các bạn nghĩ nó là sản phẩm của Hàn Quốc, của nước ngoài, nhưng không, nó vẫn sản xuất từ ngoài Đức, của Hà Nội thôi ạ. Nguồn gốc rõ ràng, an toàn, hiệu quả, khả năng duy trì cái hiệu quả đấy. Có nghĩa là khi bạn dùng, hiệu quả là đạt được, nhưng mà nó phải có khả năng duy trì khi bạn ngừng sử dụng cái sản phẩm đấy. Bản thân cái da của mình nó đã được cơ cấu lại, nó đã được sản xuất thêm cái collagen chẳng hạn, thì là bản thân cái da của mình nó đã được phục hồi như thế, chứ không phải là bạn phủ lên lớp da một cái lớp để khi bạn ngừng sử dụng nó thì là bạn không thấy hiệu quả nữa. Và giá thành hợp lý, vâng, mình xếp cái giá thành hợp lý là ý cuối cùng. Vậy xu hướng sử dụng mỹ phẩm trong thời đại mới là gì ạ? Những cái ý vừa rồi là cái những cái tiêu chí mà bạn lựa chọn mỹ phẩm, có nghĩa là bao thế hệ này hay là bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thời kỳ nay, chúng ta sử dụng mỹ phẩm đều dựa vào những cái tiêu chí này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mà xã hội nó có những sự thay đổi nhất định, thì cái xu hướng sử dụng mỹ phẩm nó cũng có những sự thay đổi. Xu hướng trong thời đại mới ưu tiên lựa chọn đối với mỹ phẩm có khả năng điều trị, đó chính là dược mỹ phẩm ạ. Sự lên ngôi của mỹ phẩm sạch, nghe hơi lạ, mỹ phẩm sạch hay mỹ phẩm an toàn. Thứ ba là mỹ phẩm tuyên chiến với ô nhiễm môi trường và mỹ phẩm có khả năng kết hợp với máy móc công nghệ cao. Như mình đã nói lúc nãy, dược mỹ phẩm nó có rất nhiều những tính chất ưu việt. Nó mang tính chất dược lý, có khả năng điều trị, nhưng cho hàm lượng của tính chất dược lý đấy nó ở trong phạm vi an toàn. Vì vậy, người ta có thể mua nó ở những cửa hàng mà không cần sự kê đơn của bác sĩ, mà khả năng của nó, điều trị của nó tốt. Vì vậy, nó đang là cái ưu thế hiện nay mà nhiều người đang muốn hướng đến. Mỹ phẩm sạch, mình nhớ cách đây khoảng độ 1 năm hoặc 2 năm, thế là có cái xu hướng các bài báo hay viết về mỹ phẩm không có paraben, đúng không? Không biết mọi người có nhớ không ạ? Mỹ phẩm sạch là mỹ phẩm gì? Mỹ phẩm không chứa những cái thành phần độc hại. Những thành phần độc hại ở đây là thường là những cái thành phần mình có biết là thường tìm thấy trong mỹ phẩm, như là silicone, paraben, sunfua hay là hương liệu tổng hợp hay là dầu khoáng. Những chất này thì đều được tổng hợp ở trong phòng thí nghiệm. Mặc dù nó có cái hiệu quả nhất định khi mà mình sử dụng trên da, nhưng người ta nhận thấy khi mà sử dụng kéo dài thì nó gây ra những cái tác động có hại đối với làn da, nên nó được xếp vào là những chất độc đối với làn da. Mỹ phẩm tuyên truyền về ô nhiễm môi trường. Nhưng mọi người biết là ô nhiễm môi trường bây giờ là một cái vấn đề mà nóng hổi của xã hội. Vấn đề về ô nhiễm môi trường, các bạn nghe thấy là chống tiêu UVA, UVB, chống tia tử ngoại, đúng không ạ? Vì sao mà ngày trước chúng ta vẫn chống mà bây giờ thì chúng ta chống thì nó lại được đề cao hơn ạ? Bởi vì ô nhiễm môi trường nó tác động đến tầng ozone. Khi tầng ozone bị mỏng đi thì khả năng nó chống lại cái tia UVA, UVB của mặt trời nó bị thấp đi, và cơ thể con người sẽ hấp thụ hai cái tia đấy nhiều hơn. Thật ra trong ánh nắng mặt trời có ba loại tia UV, đó là UVA, UVB và UVC. Nhưng nhờ có mẹ trái đất thì UVC đã bị tầng ozone phản chiếu hoàn toàn rồi. Vì vậy đến khi đến mặt đất, đến cơ thể người chỉ còn UVA và UVB thôi. Khi mà tầng ozone nó mỏng đi thì hàm lượng UVA và UVB nó cũng tăng lên. Đó là lý do vì sao mà bây giờ người ta đề cao cái thập kỷ của kem chống nắng. Những cái kem chống nắng mà rất nhiều người hay nói đến là chống UVA, chống UVB để chống lão hóa, rồi chống những vấn đề về sắc tố da đang được đề cao. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường còn đề cập đến những cái chất thải của các ngành công nghiệp, như là những cái oxit của nitơ, oxit của sunfua, những chất đó trong công nghiệp làm lạnh. Những chất này nó đi vào da có lỗ chân lông, nó làm đít tăng lỗ chân lông, nó làm giảm sản sinh collagen và gây ra tăng hiện tượng lão hóa. Chính vì vậy mà chỉ riêng ở Anh, doanh số bán các sản phẩm chăm sóc da để chống ô nhiễm đã tăng lên 3,1 triệu bảng vào nửa cuối năm 2017. Đây là một thống kê đó, để nói lên rằng là
xu hướng bây giờ họ quan tâm đến cái việc mà dùng mỹ phẩm vừa có tác dụng để làm đẹp, vừa có tác dụng để chống lại ô nhiễm môi trường như thế nào. Thứ tư, mỹ phẩm có khả năng kết hợp với máy móc công nghệ cao. Bình thường nếu đi chăm sóc da ở nhà thì mình thấy cách đây khoảng độ là 5-6 năm thì không ai nghĩ đến có máy móc cả. Họ bôi nước hoa hồng, họ rửa mặt, họ bôi nước hoa hồng này, sau đó họ bôi tinh chất lên da này và thế là đủ. Nhưng mà trong những năm gần đây có rất nhiều những máy móc đã được làm ra để cho người sử dụng tại nhà, giả dụ như máy xông hơi hay máy massage, những cái máy mini rất là bé. Đấy là những cái máy về đơn giản, về cơ bản. Còn máy móc công nghệ cao mình muốn nói đến, giả dụ như một chiếc máy về điện di. Cái này các spa rất là quen đúng không ạ? Điện di. Vì sao người ta sử dụng điện di, người ta lại thấy cảm thấy da được hấp thụ dưỡng chất tốt hơn? Vì họ có khả năng đẩy dưỡng chất vào sâu hơn trong da. Kết cấu của da phía bề mặt trên là một lớp biểu bì. Đi qua lại được cái lớp biểu bì đấy rất khó, không phải dễ. Và làm cách nào để không làm tổn thương da mà chất dinh dưỡng vẫn đi xuống được bên sâu dưới lớp sừng như thế? Thì có các phương pháp, trong đó có điện di. Rồi massage bằng sóng siêu âm ạ. Có một số máy có cái ống massage tròn tròn ấy ạ. Không biết các bạn ở spa đấy, ở đây chắc là cũng quen rồi. Thì khi bôi dưỡng chất lên, sau đó dùng cái đầu massage đấy mà bằng sóng siêu âm này thì dưỡng chất cũng được đẩy sâu xuống. Một công nghệ khác là đẩy dưỡng chất bằng oxy áp suất cao. Thì công nghệ này thì dưỡng chất được trộn với cả oxy thì được đẩy vào trong da với áp suất cao, thì tế bào vừa được cung cấp dưỡng chất cũng vừa được cung cấp một lượng oxy thiếu hụt do tế bào, có thể là do quá trình lão hóa khiến cho các mạch máu nó bị co nhỏ lại, tính đàn hồi của mô nó kém đi, vận chuyển máu ở trong mô da nó kém, vì vậy tế bào bị thiếu canxi. Thì phương pháp này vừa giúp cho cung cấp oxy thiếu hụt cho tế bào vừa cung cấp dưỡng chất cho tế bào. Vậy, với cái xu hướng mỹ phẩm như vừa rồi thì không biết các bạn đã lựa chọn được một sản phẩm cho mình chưa? Các bạn ở spa ở đây có cảm thấy gọi là hài lòng tuyệt đối với sản phẩm mà các bạn dùng không ạ? Câu trả lời này để cuối chương trình các bạn sẽ tự trả lời nhé. Vâng, đây là một dòng mỹ phẩm mà hôm nay mình muốn nói đến cho các bạn. Nó vừa đảm bảo tính an toàn, vừa đảm bảo tính hiệu quả, và nó là một dòng mỹ phẩm nổi tiếng của Đức. Không chỉ mà giúp con người ta đẹp lên, mà còn bản thân nó còn theo tiêu chí tự nhiên chăm sóc chống lão hóa. Nó nghĩa là nó cải thiện cho làn da tự phục hồi, chứ không chỉ là bôi lên một lớp bề ngoài cho làn da. Thì là một thương hiệu đã đến từ Đức từ năm 1994. Với công thức kiềm chế sự lão hóa, nhờ việc tăng các mô mỡ dưới da và bảo vệ lớp da tự nhiên của da, nhờ phát hiện ra lớp hydrolipidin. Đây là một lớp màng bảo vệ. Cái lớp này nó nằm ở lớp tế bào sừng ở trên da, nó liên kết giữa các tế bào sừng ở trên da. Chính vì vậy lúc nãy mình có nói với các bạn là dưỡng chất nó muốn đi sâu được xuống dưới da, nó phải vượt qua được lớp sừng. Lớp sừng này là hàng rào bảo vệ của da, nên nó cũng ngăn cản nếu các bạn bôi một chất rất là bình thường trên da, chất đấy sẽ không thẩm sâu thấu xuống dưới được. Thì làm thế nào để đi qua được cái lớp đấy, xuống được ở dưới lớp hạ bì rồi trung bì, thì là cả một vấn đề, là cả một công trình. Đây là so sánh giữa mỹ phẩm thông thường và sản phẩm của Narabot. Narabot thì có ưu điểm là không chứa chất tạo quản. Ok, nhiều mỹ phẩm bây giờ cũng đã nói thế rồi đúng không ạ? Hấp thụ sâu vào trong da. Vì sao Narabot lại hấp thụ sâu vào trong da? Vì nó sử dụng cái công nghệ là kem dựa trên dầu là chính. Nhưng các bạn biết nếu nước các bạn bôi vào trên da của các bạn, nước bình thường các bạn bôi vào trên da giống như bạn tắm ý, một lúc sau là nó khô và nó chỉ có tác dụng trên bề mặt thôi. Nhưng nếu như mà bôi một lượng dầu ở trên da, cái dầu đấy giữ trên da rất là lâu. Và bây giờ xu hướng mỹ phẩm người ta sử dụng là người ta muốn tạo ra một cái sản phẩm người ta sử dụng dung môi dầu, bởi vì người ta nhận thấy là khi dùng cái dung môi dầu đấy thì cái chất dinh dưỡng ở trong da, ở trong sản phẩm nó đi vào qua da dễ hơn, có nghĩa là đi qua được cái lớp sừng dễ hơn khi người ta sử dụng cái dung môi là nước. Những cái dung môi nước các bạn có thể thấy một số sản phẩm giống như là nước hoa hồng thì họ sử dụng dung môi nước. Các bạn bôi nước hoa hồng một lúc xong các bạn vỗ vỗ một phát là thấy nó bay hơi luôn, không biết là nó ngấm vào da hay là nó bay hơi, đúng không ạ? Bởi vì sao người ta dùng nước hoa hồng? Người ta chỉ có tác dụng là muốn cân bằng pH ở trên da là chính, nên người ta sử dụng cái dung môi nước. Người ta không yêu cầu chất dinh dưỡng, chất tinh chất nó phải thẩm thấu quá sâu xuống dưới bên dưới.
Tỷ lệ dầu của Narabot giảm xuống 19%, do đó không gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Mặc dù là kem dựa trên dầu là chính, nhưng tỷ lệ dầu hoàn toàn là không cao, chỉ có 19%. Và đối với những cái làn da như là da mụn vẫn có thể sử dụng sản phẩm của Narabot được. So sánh với mỹ phẩm thông thường, kem dựa trên nước là chính thì ưu điểm là nhẹ, đúng không? Bởi vì họ sử dụng dung môi nước là chính mà. Các bạn bôi nước hoa hồng lên da cảm thấy rất là nhẹ, chẳng ai nói là kiểu bị tắc lỗ chân lông do bôi nước hoa hồng cả. Tạo cảm giác mát. Về nhược điểm thì chứa chất bảo quản, hấp thụ vào da thấp. Các bạn không biết là nó bay hơi hay nó hấp thụ ở trong da, đúng không ạ? Nếu như các bạn sử dụng cái sản phẩm hút nước là chính, bay hơi trong vòng 30 phút gây khô da và mất dần khả năng giữ ẩm của da. Bất cứ chất nào khi bôi vào trên da mà nó bay hơi, nó đều mang đi hơi ẩm và nhiệt ở trên da, nó sẽ làm da càng bị khô. Vâng, đây là những điểm độc đáo trong sản phẩm của Narabot. Những ứng dụng Comiferolide trong sản phẩm kích hoạt G3PDH sẽ gia tăng hình thành chất béo lên 400%. Đây là cái khả năng gia tăng hình thành chất béo ở lớp dưới da. Khi mà quá trình lão hóa xảy ra thì cái lớp dưới da, lớp mỡ dưới da nó bị thoái hóa. Vì cái việc mà tăng lớp chất béo lên 400% này sẽ giúp cho tăng độ tính đàn hồi, sự mềm mượt và những cái nếp nhăn nó được giảm đi. Sao chép chức năng hoạt động của lớp bảo vệ tự nhiên của một làn da khỏe, đó chính là lớp hydrolipid film. Thì sản phẩm này khi mà bôi lên, nó tạo một lớp màng rất là mỏng ở trên da. Cái lớp màng này có khả năng chống lại cái tác động của môi trường. Nhưng vì nó, cái xu thế mỹ phẩm là mỹ phẩm có khả năng chống lại sự ô nhiễm của môi trường, thì cái lớp này nó là một lớp nhân tạo, nhưng nó kết hợp cùng với cái lớp tế bào sừng của da, nó tăng khả năng của bảo vệ của da trước những cái ảnh hưởng của môi trường. Tạo ra công thức hỗn hợp protein kết hợp giữa nọc rắn và chất nhân tạo HA. Sản xuất ngay theo công thức Wacklin Oil là dung môi dầu, giảm lượng dầu từ 50% xuống còn 19%, không gây bí da, tăng khả năng thẩm thấu của sản phẩm vào trong da. Sản phẩm rất đa dạng, phù hợp với nhiều loại da khác nhau. Và ý này thì chúng ta sẽ cùng đến slide sau. Đây là các dòng sản phẩm của Narabot. Thì dòng đầu tiên mình muốn nói đến đó là Absolute Effect. Có thể nói thì mình ít khi mình gặp một cái dòng mỹ phẩm nào mà có nhiều loại mỹ phẩm dành cho nhiều loại da như thế này. Bình thường thì họ sẽ chỉ dành ở da khô, da dầu hay là da mụn, nhưng đây có đến 5 dòng. Là dòng cho da khô, dành cho da nhạy cảm, dành cho da mụn, dành cho da bị tổn thương, và dành cho da cần phục hồi, có nghĩa là làn da yếu cần phục hồi. Giả dụ như một người mới ốm dậy chẳng hạn, là da trong xanh xao chẳng hạn, đấy là làn da cần phục hồi. Bình thường các sản phẩm mỹ phẩm bán ở bình thường, các bạn sẽ thấy là cái dạng đóng gói của nó là một chai serum, giống như một chai serum như thế này trên đây ạ. Thì cái sản phẩm này nó chỉ có tác dụng là bôi ngoài da, bởi vì nó không vô khuẩn. Các bạn không thể ứng dụng, bạn không thể kết hợp cái sản phẩm này với bất cứ một phương pháp nào mà các bạn, ví dụ như là lăng kim hay là phi kim hay là RF đi điểm, các bạn không thể ứng dụng bởi vì nó không có tính chất vô khuẩn. Nhưng cái dòng Absolute thì nó có cái khả năng có thể kết hợp, nó có khả năng kết hợp với các biện pháp như là lăng kim hay phi kim, bởi vì nó có dạng huyết thanh dạng ống. Đây mình. Cái huyết thanh này nó dạng ống, và mỗi ống nó chỉ đóng 4ml, và nó là huyết thanh vô khuẩn. Chính nhờ cái tính chất vô khuẩn đấy, chính nhờ cái tính chất vô khuẩn này, các bạn có thể ứng dụng trong lăng kim, các bạn có thể dùng trong thi kim, dùng cho LS lít đồ được, đúng không ạ? Bình thường các bạn sử dụng cái gì sau khi bạn ăn kim ạ? Phổ biến có phải là dùng tế bào gốc, đúng không ạ? Tế bào gốc có rất nhiều loại ạ. Chắc các bạn ở đây cũng biết rồi, bây giờ làm gì có sản phẩm tế bào gốc mấy đâu ạ. Chỉ là có nước rửa tế bào gốc ạ. Thôi mình cũng không dám nói nhiều về sản phẩm đấy. Nhưng cái này có khả năng các bạn kết hợp với lăn kim được. Các bạn có thể kết hợp với LS những cái tổn thương các bạn gây ra bởi một số công nghệ. Các bạn có
thể kết hợp được. Giả dụ như laser CO2 fractional là những cái tổn thương mà sau khi các bạn làm xong các bạn có thể bôi sản phẩm vào được. Thì nó có những cái vi tổn thương như thế thì giúp cho dưỡng chất nó đi sâu được xuống lớp trung bì. Nó sẽ tăng khả năng hấp thụ của dưỡng chất lên từ 300 đến 400 lần. Bạn có thể sử dụng sản phẩm này được. Đây là một điều mà mình thấy rất là mới lạ đối với dòng mỹ phẩm, mà không phải dòng mỹ phẩm nào cũng có. Các bạn có thể áp dụng kết hợp với điện di, có thể áp dụng với oxy Z để đẩy dưỡng chất vào da bằng áp lực oxy, hay là laser trẻ hóa và điều trị giống như mình nói cái laser CO2 ấy, là tạo nên những cái tổn thương, vi tổn thương bé bé ấy. Và sau khi bán xong thì mình có thể bôi cái sản phẩm này lên da, nó tăng khả năng phục hồi, tăng sản sinh collagen. Đây là hiệu quả của Absolute, cái dòng mà để điều trị mụn. Đây là một bạn ở công ty mình thật luôn ạ. Đây là sau khi bạn ấy dùng sản phẩm của công ty, chắc là dùng xong khoảng 2 tháng á. Còn đây là hiệu quả được nghiên cứu, hiệu quả sau 10 lần điều trị trong vòng 4 tuần sử dụng Absolute FF Volume Booster. Đây là cái dòng Absolute phục hồi dành cho những cái da yếu, da bị lão hóa. Và sử dụng sản phẩm này kết hợp với máy oxy-Z thì hiệu quả các bạn có thể nhìn thấy là trên cái vùng cổ hiệu quả rất rõ ràng, những cái nếp nhăn ở vùng cổ mờ đi rất là nhiều sau 10 lần điều trị trong 4 tuần. Như vậy là 4 tuần là 1 tháng đấy, 1 tháng đạt được kết quả như thế này, với liệu trình là 3 lần trong 1 tuần. Dòng sản phẩm tiếp theo mình muốn nói đến là dòng sản phẩm Beauty Talks. Đây là dòng sản phẩm được coi, đối với mình đánh giá, đây được coi là dòng sản phẩm nổi trội nhất của Narabot. Vì sao? Thứ nhất, tìm ra Azelaic có tác dụng tương tự như botulinum toxin A nhưng an toàn hơn. Các bạn nghe đến Botox có thể quen không ạ? Botox là một sản phẩm mà tiêm vào trong da để hạn chế những cái vết nhăn động ở trên da. Cái này chắc nhiều người biết rồi bởi vì nó cực kỳ phổ biến hơn cả HA như bây giờ đang nói đến đó. Thì cái chất này Azelaic này nó có tác dụng tương tự như Botox. Nếu như Botox nó làm phá vỡ những cái tín hiệu thần kinh, những cái chất dẫn truyền thần kinh để cho cái da của mình nó không bị co lại khi mà các bạn vận động cơ hoặc khi các bạn có cảm xúc, thì chính vì thế nó làm giảm cái nếp nhăn. Thì chất này nó cũng giảm nếp nhăn nhưng nó không phá vỡ chất đấy, mà nó chỉ là ngăn cho cái chất tín hiệu thần kinh đấy nó dẫn truyền đi lung tung thôi, có nghĩa là phát ra nhưng nó ngăn cản lại không cho chất đấy nó dẫn truyền đi. Thì cái chất này đang được coi là một trong những chất chống lão hóa hàng đầu hiện nay, mà nếu như mình đảm bảo các bạn search Google hay các bạn có thể tìm kiếm thông tin ở bất cứ một trang mạng nào thì các bạn cũng có thể tìm thấy chất này đứng đầu trong danh sách những chất chống lão hóa. Chất thứ hai là chất Matrixy, có tác dụng sản sinh collagen tuyếp 1 và tuyếp 4, đồng thời tăng tổng hợp hyaluronic acid trong môi. Ngoài ra thì Botox còn có một sản phẩm dùng trong môi khi người ta đã tìm ra chất lipopeptide pamito greasy histidine lysine. Đây là một chuỗi các peptide hay là protein đó, đặc biệt có hiệu quả trên vùng môi. Và hiệu quả như thế nào thì chúng ta sẽ xem slide tiếp theo. Trước hết đây là hiệu quả của Azelaic. Các bạn thì nhìn thấy Azelaic ở ngày đầu, còn ở phía trên này, còn ở phía dưới là cái nhóm trứng. Đây là một nghiên cứu hàng thôi ạ, có nghĩa là có đo đạc và có cỡ mẫu. Azelaic ngày đầu với cả nhóm trứng ở phía dưới, người ta đo độ sâu của cái nếp nhăn da thì là gần như tương đương nhau. Và sau 30 ngày sử dụng Azelaic thì người ta thấy độ sâu của nếp nhăn có thể giảm được đến 50%, trong khi nhóm trứng thì không có hiện tượng giảm. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở trên này. Đây là hiệu quả của Matrixy trong Beauty Talks. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có khả năng, Matrixy có khả năng làm tăng tổng hợp ở dưới chắc hơn mờ đúng không ạ? Đây là cái cột mà người ta đo lượng collagen do Matrixy tạo ra. Thì Matrixy có thể làm tăng tổng hợp collagen tuyết 1 và tuyết 4 hơn rất nhiều so với vitamin C. Đây là cái cột của vitamin C. Thì nó làm tăng rất hơn rất nhiều so với việc tổng hợp của vitamin C. Của vitamin C tổng hợp collagen. Người ta đã nghiên cứu rằng Matrixy có hiệu quả gần như và hơn một chút so với retinol. Retinol là vitamin A nhưng mà an toàn hơn rất là nhiều. Nếu như mọi người biết về retinol thì mọi
người có thể biết là khi mà người ta bôi retinol thường hay có hiện tượng khô da đúng không ạ? Uống thì khô nhiều chỗ, còn bôi thì chỉ khô trên da thôi. Thì cái này an toàn hơn rất nhiều so với retinol mà hiệu quả tương đương hoặc là hơn. Đây là hiệu quả của Matisse trong Beauty Talk khi người ta đánh giá nếp nhăn. Thứ nhất là giảm vùng xuất hiện nếp nhăn. Trong 6 tháng sử dụng Matisse, người ta thấy là có thể giảm vùng xuất hiện nếp nhăn lên hơn 60%. Cao hơn rất nhiều so với cái nhóm trứng ở bên này. Như vậy là đối với cái giảm vùng xuất hiện nếp nhăn thì sau 2 tháng là chúng ta thấy có bắt đầu có hiệu quả rồi. Một sản phẩm an toàn thì thường là sau 1 đến 2 tháng là các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy hiệu quả. Mặc dù sản phẩm đấy, hiệu quả đấy có thể chưa nhiều. Hiệu quả của Matisse là giảm mật độ xuất hiện nếp nhăn. Có nghĩa là vùng xuất hiện nếp nhăn đã giảm rồi, nhưng mà cái mật độ xuất hiện của nếp nhăn trên một vùng nó cũng giảm theo. Và giảm trong vòng 6 tháng có thể giảm đến 46,8%. Giảm độ sâu của các nếp nhăn lên đến 24,4% trong vòng 6 tháng. Thì có thể thấy là hiệu quả của Matisse cực kỳ tốt. Trên thị trường bây giờ là có sự kết hợp của Aerolite với cả Matisse. Thường là bộ đôi này đi với nhau, ít khi có một chất nào đó đơn lẻ. Bởi vì họ thấy khi kết hợp hai cái chất này với nhau thì hiệu quả nó tăng lên rất là nhiều. Đây là hình ảnh trước và sau khi sử dụng Matisse trong Beauty Talk. Bạn thì thấy có nếp nhăn vùng chân chim ở trên mắt được cải thiện rất là nhiều. Từ số lượng nếp nhăn thì đã thấy giảm, và cái độ sâu của nếp nhăn cũng giảm. Đây là hiệu quả của sản phẩm sử dụng chuyên môn trước và sau. Như trong 30 ngày các bạn đã thấy là có hiệu quả rồi ạ. Các bạn nhìn rõ thì đây này là trước đấy ạ, cái này là sau đấy ạ. Hiệu quả của nó đối với môi là như thế nào? Nó làm cho môi trở nên đầy hơn, cái đường viền môi rõ nét hơn, và những cái nếp nhăn ở xung quanh môi mờ đi. Thì đấy là kiểu hiệu quả khi sử dụng sản phẩm này. Theo nghiên cứu, nó có khả năng kích thích tổng hợp collagen lên tới 351%. Vừa rồi là hiệu quả sử dụng riêng lẻ của Beauty Talk khi mà kết hợp với máy OCZ thì sao? Trước và sau 4 tuần, các bạn nhìn thấy không ạ? Phía ảnh bên trái đó, cái vết bùng, vết chân chim ấy, đã thấy cái nếp nhăn số lượng đã giảm và độ sâu cũng giảm. Còn phía bên này một người đàn ông, phía bên này có nếp nhăn này là sâu nhất đấy. Thì sau 6 tuần thì khả năng cải thiện cái nếp nhăn như các bạn nhìn thấy nó giảm đi đáng kể. Đấy là sản phẩm Beauty Talk của Laura Boss. Thì theo mình đánh giá, đây là một sản phẩm có tính vượt trội của Beauty Talk. Nó được nghiên cứu rất là tỉ mỉ, kỹ càng, đánh giá chi tiết về hiệu quả. Đây là một sản phẩm rất đáng để quan tâm đấy ạ. Dòng sản phẩm tiếp theo là dòng Intax. Dòng Intax thì được chiết xuất dựa trên những cái thành phần đến từ tự nhiên là chính. Có nghĩa là nó đi tìm những cái công thức từ tự nhiên, sau đó tinh chất lại, cô lọc lại để cho vào sản phẩm. Vì vậy tính an toàn của dòng này rất là cao. Thứ nhất là nó tìm ra được lipo filler được tạo nên từ cây công nghiệp. Cái này nó là cây trầm, nó một dạng của cây trầm, đặt tên thì hơi phức tạp, Commiphora mucu. Làn da trở nên săn chắc hơn nhờ vào việc tăng các mô mỡ ở dưới da. Thứ hai là cây mùi đầu biển, làm cho nước da trở nên tươi trẻ. Tăng sản sinh collagen và acid hyaluronic giúp làn da trở nên mịn màng. Ngoài ra còn rất nhiều các thành phần khác ở trong dòng Intax. Thì hiệu quả của dòng Intax sau khi sử dụng là làm mờ nếp nhăn, thon gọn các đường nét, nuôi dưỡng da, tăng cường miễn dịch cho da, giảm sắc tố và loại bỏ các tạp chất. Tính chất loại bỏ của tạp chất này chính là cái tính chất mà chống lại cái tình trạng ô nhiễm môi trường mà lúc nãy mình có nói đến trong xu hướng sử dụng mỹ phẩm. Đây là hiệu quả sử dụng của Intax sau 10 lần trị liệu trong 4 tuần. Sử dụng Intax Light Skin kết hợp với máy oxy. Nếu mà nhìn qua bình thường thì không ai để ý đúng không ạ? Nhưng các bạn có thể để ý đến những cái vết đồi mồi ở trên da tay không ạ? Những vết đồi mồi ở trên da tay đã giảm đi đáng kể và có chỗ còn coi như là không nhìn thấy nữa. Sau 10 lần điều trị trong 4 tuần, đấy liệu trình là 3 lần một tuần khi kết hợp với máy OCZ. Đây là hiệu quả sau 5 lần điều trị trong 4 tuần khi sử dụng Intax
Perfect Eye Zone có nghĩa là sản phẩm dành riêng cho vùng mắt, khi kết hợp với máy oxy nên những cái vết chân chim nhìn thấy là cái hiện tượng giảm đi là cực kỳ rõ ràng đúng không ạ? Chị gái này cái hình ảnh nếp nhăn giảm đi cực kỳ nhiều luôn ạ. Mà chỉ sau 5 lần điều trị trong 4 tuần, như vậy là mỗi tuần các bạn chỉ dùng có một lần, gần như hơn một lần. Dòng sản phẩm tiếp theo mà mình muốn nói đến là dòng Ceramon. Thì đây là cái dòng sản phẩm chống lão hóa chuyên biệt dành cho da trên 40 tuổi. Vì sao? Bởi vì khi mà phụ nữ bước sang tuổi 40 thì cái lượng estrogen bị giảm sút. Chính do cái lượng hormone này nó thay đổi khiến cho cái da nó gặp phải rất nhiều tình trạng như là da trở nên khô, nếp nhăn trở nên xuất hiện nhiều hơn. Thì Norabook đã tạo ra cái Ceramon này để bổ sung cái lượng estrogen cho làn da, nhưng với công thức hoàn toàn là tự nhiên và an toàn. Như các bạn biết là khi mà nói đến hormone, dù nó là một cái thành phần nó rất là nhỏ, nhưng khi nó vào trong cơ thể, nếu như mà sử dụng thuốc giống như thuốc tránh thai chẳng hạn, cái hormone nó có thể gây làm rối loạn quá trình hoạt động của cơ thể rất là nhiều. Thì estrogen mà Norabook sử dụng nó có chiết xuất từ thiên nhiên, nó không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động bình thường của cơ thể, nó mang tính an toàn rất là cao, làm giảm quá trình tiêu biến tự nhiên của collagen, kích thích sản sinh sợi collagen mới, tăng cường khả năng chống chịu của da đối với các tia bức xạ UV cũng như những chất độc có trong môi trường ô nhiễm. Sản phẩm này có thể sử dụng sau triệt lông, làm chậm sự phát triển của các sợi lông mới. Cái quá trình nó phát triển của nang lông ấy, nó nhờ một thành phần hormone nhất định. Thì khi một cái thành phần testosterone, các bạn không biết không? Testosterone đã nghe quen không ạ? Thì nó, cái hormone đấy có khả năng kích thích sản sinh lông mọc dài hơn. Thì cái khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này, nó như một cái đối kháng với chất đấy. Thì khi mà các bạn dùng sau khi triệt lông thì làm cho cái quá trình mà lông mọc nó cũng chậm hơn so với bình thường. Ngoài ra trong Ceramon còn có những sản phẩm khác như là hyaluronic acid, lumix skin, tripeptin, squalene, vitamin A, E, C. Đây là những chất rất là phổ biến mà hầu như khi mà các bạn tiếp xúc đã tiếp xúc với mỹ phẩm thì nghe tên những chất này ít nhất cũng phải một lần nữa. Hiệu quả của Ceramon, hiệu quả đạt được sau 3 lần điều trị trong 2 tuần khi kết hợp Ceramon và viên detox và sử dụng bằng máy oxytet. Có nghĩa là nghiên cứu này sử dụng cả hai dòng sản phẩm, vừa detox vừa Ceramon và máy oxytet, để tăng hiệu quả điều trị những cái nếp nhăn ở vùng môi. Mức cải thiện thì rất là chú ý đúng không ạ? Rất là nhiều ạ. Số lượng nếp nhăn giảm đi rất nhiều, chỉ 3 lần điều trị trong 2 tuần ạ. 3 lần trong 2 tuần ạ. Vâng, thì đến đây mình sẽ đưa ra một cái kết luận. Norabook được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu dựa trên cái dây chuyền đạt chứng nhận về y tế. Về công thức độc đáo mới lạ, hàm lượng dược chất rất cao, hiệu quả nhanh chóng và lâu dài, không chứa các chất độc như là paraben, dầu khoáng, đa dạng về chủng loại, thích hợp với nhiều loại da khác nhau, có thể kết hợp với công nghệ chăm sóc da để đem đến hiệu quả tốt nhất. Vừa rồi là bài giới thiệu của mình về xu hướng sử dụng mỹ phẩm ở thời đại mới, cũng như là đưa ra một cái bài giới thiệu về các dòng sản phẩm của Norabook. Thì nếu như có thắc mắc gì thì đến lúc sau thì mọi người có thể hỏi mình, hoặc là viết ra giấy và đưa cho mình thì mình sẽ trả lời thắc mắc của mọi người. Mình cảm ơn ạ.